đánh như là tiếng trống ở ngoài trời, như là tiếng trống thật quý vị. Im lặng của đêm, tôi đã lắng nghe. Im lặng của ngày, tôi đã lắng nghe. Im lặng của đêm. Đánh như là cái tiếng trống ở ngoài quý vị nha. Rồi chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì em đang test đô la Bioneer S933. Đây là thuộc cái dòng cao cấp của hãng Bioneer 933-955 đó quý vị. Thì em đang ghép với con âm ly Aztec Langsin 714. Con này xuất âm tụ công suất 200W quý vị. Thì quý vị thấy cái nội công của nó rất lợi hại không? Đánh đồi Bioneer ra tiếng bass cực kỳ hay, chỉ vì chỉ cần kéo lên tới số 3, số 4 này thôi ha. Còn đánh rất là hay rồi. Thì về phần đồi Bioneer thì đồi này là một dòng cao cấp, cho nên là nó thùng gỗ mà nó sơn mài bóng piano quý vị, cực kỳ đẹp luôn, rất là sang trọng quý vị trưng bày trong nhà. Và đồi loa này thì trong tình trạng đẹp xuất sắc, trưng bày trong nhà thì vô cùng tuyệt vời ha. Chép điện trung đơm to ha, rất là đẹp luôn quý vị. Thì dạng thùng bóng piano này thì nó rất là trưng bày, rất là sang trọng nha quý vị. Đây quý vị xem ha, cực kỳ đẹp luôn, màu ngũ đo mận ha, vừa sang trọng chất âm lại hay. Những đầu loa này trong tình trạng là nguyên zin hết quý vị. Tắt nhạc luôn nha, gửi dây ra để em xoay cho nó dễ quý vị. Đây thành quát độc cảnh, nói chung là đầu loa này tuyệt vời nha, tuyệt vời quý vị. Bioneer S933 công suất 100W nha quý vị, 8 ohm, 100W ha. S933 đúng là lò ha. Đây góc cạnh này quý vị ha, đúng chất 100W, 8 ohm ha, rất đẹp. Thì đô la này có cái mức giá công khai là 24.800.000 quý vị, 24.800.000. Em bao ship toàn quốc cho quý vị ha, 24.800 bao ship toàn quốc. Tặng thêm 5m dây loa xịn cho quý vị ha, về quý vị dùng. Đây, 5m dây loa này ha. Audio quét USA. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.